Cái đường mình vào cảng khó rồi. Sao đường mình vào cảng khó? Mình nhảy khu nhà mà. Cốt là mình lấy khu nhà mà. Ui, chỗ. Khỏi chạy luôn. Cầm được cái chảo còn vừa đi vừa vợt chứ đậu vọng. Hồn nhiên dễ sợ. Bạn cầm cái chảo xong bạn cứ vừa đi vừa vợt đi. Em nghe tiếng chấm em lo quá anh á. Ừ, ở đấy có mấy thằng bảo vệ em đấy. Mấy thằng bảo vệ đâu con. Đi cùng đi, cùng đi. Xong đây mình cứ ợ thế nhở. Khó chịu thật. Anh đi ỉa đi. Để chưa. Liên quan gì đến ỉa? Gió ấn ỉa là bị ơ đó. Liên quan. Liên quan nào? Liên quan của quẻ ấy. Ui, bắn nhau rồi, bắn nhau rồi, bắn nhau rồi, vào đây. Nhanh không hết. Trời ơi, số lượng có hạn. Nó bắn nhau ở cảng cuối đấy. Ui, bắn nhau căng thế nhỉ. Ui, bắn ai vậy? Lớp Joy. Để tên em người. What's up? Giết nó đi. Love you. Chỗ anh có người. Qua về Tuấn đi mấy đứa. Em đang đi qua đấy. Nó hâu rồi, nó nghe tiếng Anh nó hâu rồi. Em sao đây. Ok. Một thằng. Cái đệt. Nhưng bạn nó đến cứu rồi. Bạn nó đang chạy đến. Bạn nó đang cứu. Hai. Anh chun bắn có liên quan gì đến với mình không hay? Đang anh chun đang ở sau cover. Trước mặt mình có người cả. Ok, hai thằng cao đi rồi. Ok. Còn thằng nữa. Ở đằng sau. Ở ngay đằng sau ấy, đang cứu bạn kìa. Rồi xong hết rồi. Anh nghe thấy còn mà. Ủa ai đắt sống mốc ở đây ta? Nó hay sao ấy? Nó hả? Nó đắt sống mốc làm gì nhở? Em chưa hiểu ý đồ nó cho lắm. Đắt để bạn nó chạy à? Anh em thấy thơm ngon mát bổ hợp vệ sinh không? Ngằng cái liếm 3-4 mạng ngay. Còn cái team nó đang bắn cùng nữa đấy. Ê trời. Thằng boss rồi anh ơi. Anh thấy hai team nhảy vào đây mà. Một team là anh ăn một thằng lẻ bên kia đúng không? Em ăn một thêm một thằng lẻ nữa. Là team kia còn hai thằng. Đúng rồi. Đây là clear rồi. Ui. Chưa. Vẫn chưa phải là clear nhưng mà không biết ở đâu thôi. Anh có flare. Bọn này giàu có thế. Có flare hưởng 285. Thế thôi mình chuẩn bị đi thôi nhở. Dầu vãi nồi ra như thế này. Ui SKS không ai thèm nhặt luôn này. Ui nhặt luôn. Không ai nhặt thì mình nhặt anh em ạ. Tí xích ga tí gì. Xích ga em làm này. Không. Ok rồi. Nào anh em ơi, đi nào. Tôi có flare cho anh em rồi đấy, đi thôi. Thấy cái mũ hải đâu báo anh để anh đội anh úp lên đầu nhá. Dư một cái x3, một cái x4. Em lấy cái x4. Ok. Xích không lấy cái gì à? Có rồi mày nè. Cái đẹp. Đấy là mày. Có rồi. Không lấy giáp nữa, giáp nữa hư. Có một cái giáp này thôi. Đi thôi. Chịu à. Anh ơi. Đang xích đồ cho gì xích. Rồi anh Tấn cũng hỏi là anh, có ai lấy cái gì không? Anh bảo ơi. Là... ơi mày. Anh ơi, anh dừng lại em cho anh cái gì đi. Có cái gì vậy? Đủ.
Dạ, đưa đồ đây. Anh Tuấn ơi đưa cho em cái ba anh bộ, anh bốn đưa đây. Đưa đồ đây. Anh ba anh bốn này vứt hết ra đấy. Tất cả đấy. Đồ ra đấy. Hết rồi. Em cho đây hết rồi. Mù mò. Mù. Nhanh lên. Đâu vòng. Vì sao em mất chịu gì ạ? Khổ lắm. Là nhặt cốp 3 chứ hả? Anh đáp hết rồi, anh đáp hết cốp 3, cốp 4 rồi đấy. Anh đáp ở đâu vậy? Nhặt thằng gà, thằng gà. Ở đó, trồn ở đó chút. Ui lại máu nữa này, ai thiếu máu anh cho một ít này, anh nhiều quá. Cái gì kia? Anh nghe chung ăn rồi, không ai kiếm gì. Anh nhìn thằng chung, anh tưởng là thằng người cơ. Thì em là người mà. À, anh tưởng thằng người đang bắn đấy, anh đang định bắn. Thật ra anh bắn rồi ấy, nhưng mà không chết. Phải rồi. Nhanh lên anh ơi. Đây. Có lên trời cao quá thâu. Bây giờ muốn vào trong đây bắn thính luôn hay là qua cầu rồi bắn? Qua cầu bắn nhá. Thì anh nghỉ quân sự có team đây. Quân sự có một team. Ờ à, đúng rồi, chuẩn. Thế thì mình bắn lấy thính xong sau rồi mình vào quân sự. Ok. Được. Không, mình vào quân sự luôn, mình bắn trong quân sự luôn. Thôi mình vào đây mình bắn, mình lấy trang bị xong mình vào quân sự bắn cho nó dễ. Tội gì? Bọn quân sự nó còn la liếm ở trong đấy lâu. Quân sự nó quẩn lâu lắm. Chờ anh chui kìa anh cửa. Để chạy bộ này. Ok. Chờ thính nào. Có gì đâu nó không. Đấy, cho xích bộ giáp 3 đấy. Lên nào. Hỏi ý kiến của ai chưa mà cho xích. Hỏi ý kiến của tụi em chưa. Chắc lại phải hỏi. Thính của ai? Chúng còn cái gì hay nữa. Cái biểu cảm của bộ áo quần ấy. Ăn nữa hả? Trông như thằng ngáo ngơ ấy đâu. Ôi, thôi lâm lại coi. Gà dưới mà nào, lên trên này chạy xe. Ôi, lâm lại coi nữa. Có cái cả dụ, điều cái đeo dễ thương vài gắn thôi luôn à. Anh chả thấy dễ thương gì cả, anh thấy bình thường. Thằng gà nó. Thằng đá gà. Chị coi cái lên đầu tiên chị thấy nè. Có bác khán giả đang ngồi coi. cái điều nó điều chí ạ. À. Cái điều của bọn samurai ấy, cái bọn samurai quay vũ khí ấy. Anh Chun ơi làm lại thêm lần đấy Chun. Này nhặt anh ơi. Làm. Anh ơi. Anh ngưỡng ngay đi cho em đấm hàng. Vãi nồi. Má ơi. Xin đời ốc kìa. Má, không thể hiểu rồi. Xin bắt ốc rồi. Không ra được anh ơi, không ra được. Ngu người. Này anh cho đạn vàng này, anh cho đạn xanh này, 120 viên đạn xanh này. Nhưng mà mày nốn đô ra mới cho cửu anh. Đấy. Xin ra cho em mấy viên đạn xanh. Có sai lưng AR không cho anh với. Có sai lần AR không? Em không có. Vừa rồi thấy có một cái sai lần gì mà. Đi anh ơi. Đừng đi. Đừng có mời khách ăn anh get in bây giờ. Thôi cứu nó đậu họng. Tham lam vãi nồi ạ, đội cả thính để lấy. Chịu, thế thì thua. Người ta đã bảo rồi, lấy tham lam đâu lại bây giờ hả em? Anh nghĩ là bây giờ lấy mình ra chặn cầu đấy thì lại hay ấy nhở? Chặn cầu không? Tùy anh thôi. Anh nghĩ chặn cầu á. Giờ có khi bọn nó xong rồi. Nhìn cái vòng bo kìa. Vòng bo ngoài. Bắt đầu ngoài military rồi kìa. Chúng nó chuẩn bị chạy cầu rồi. Mình chặn cầu là hợp lý. Team em đến cho anh đừng bắn nha. No. Em ơi. Đừng đá stream nữa. Bắn đi, tập trung bắn đi. Đừng đá stream nữa. Mọi người biết vì đang chim tần tóc không? Phải ai bị đá. Này, để ý này.
Anh sợ là có tim đấy. Nhìn thấy mỗi cái đầu của xích à? Có hiện tượng cái anh lao xuống biển luôn. Rồi đến đây là không lao nữa rồi này. Hên quá, không có ai. Chặn luôn ở đây, trời ơi. Có Zed Zone trong military kìa. Đợi đây mà ăn mạng. Sao phải đi đâu? Đi đâu xa làm gì cho mệt. Có xe lần AR không? Cho anh với. Xin từ trong kia xin ạ. Từ trong kia xin ra đây. Xin ở đây. À, đây bây giờ mình nằm giữa đường chặn không? Mình nằm giữa đường chặn. Xin. Anh ấy cởi hết áo quần ra nằm ở đây anh ạ. Không. Anh mặc bộ đồ lót rồi, chả cần phải cởi nữa. Không gửi. Làm hấp nước đã. Để yên thằng dở người này. Thôi thôi đi. Ở đây gặp cái thằng tăng động kia khó chịu quá. Vào đâu? Bây giờ thích vào đâu? Pochinki hả? Pochinki. Ô mắt quên mắt kịp thải là đi chết á. Trung thính bên. Bên đâu? Hướng A. Ok. Tắt rồi á. Tại trung thính tắt là sao? Bên kia xong rồi, nó ở bên kia xong. Ôi, cho con. Bên kia xong. Có người lấy phòng. Anh ơi, 8 giờ có sóng gió hồi kết đó. Là sao em? À, cái phim sóng gió của... Ô, xe đang sóng. Enemies ahead. Anh, đá gì á? Quay lại đi. Đây. Đâu? Anh học về đó hả? Đi thẳng. Đó tết. Đó, anh sáu cái gốc cấy kia. Bắn đi. Ui dồi ôi. Vãi rồi. Hình như anh thấy các bạn này có dấu hiệu chào mình thì phải. Tránh ra, em vứt nổ xe này, tránh ra. Xe nổ nó không dịch đường đâu. Có người. Chào sao anh ạ? Ờ chào. Rồi, ok. Chào. Okay. Ui, ui đông thế. Ui. Em bắn mấy viên rồi đấy. Hello anh. Trời ơi, mày đứa đá stream thật à. Ôi, đúng rồi, đông. À. Đông. Có đứa nào có Silent AR mẹ đạn 7 không cho anh xin ít. Phải cả. Vẫn cho em chụp hình cái. Anh xin ít Silent AR mấy lại đạn 7 em ơi, các em ơi. Ok, đạn 7 đây. Có Silent AR không? Có Silent AR không? Cho anh Tuấn xin. Ui dồi, đám đâu rồi? Ai có? Thôi, đi. Thế rồi, bóc lột các bạn quá. Ê, hồi nãy đấm ai này? Nước này. Con bot hả? Bot. Ui Tuấn đấy. Ông Tuấn. Ông Tuấn nào? Anh Tuấn ơi, anh đi kiểu gì mà bạn anh bảo có bot kìa. Bye mọi người. Bye bye nha. Ê, mà qua qua. Đến. Mày giờ được tên kia. Mọi người tên gì thế nhỉ? Để tí xíu sợ phải bị gạt nào. Em tên là Tao Độc Chiến nha. Con nữa, Tao Độc Chiến nữa, cái gì nữa? Hỏi đi ra. Đi. Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Khu nhà này không có người, anh nói thật. Cứ cưa đầu thằng Chun. Ở đây, xe bên trái. Xe một tí.
Đây, từ. Nó chân rồi. Dừng ở đâu? Dừng ở đâu? Đấy, đấy. À rồi rồi, anh nhìn rồi, anh nhìn rồi. Vãi nổi. Vừa phải thôi, mấy thím. Yếu, yếu. Ôi. Hai. Vãi nổi. Vãi cả vừa phải được thôi. Mình đang đừng bấm máu. Mình tưởng có đông đôi, có vơ rồi. Để mỗi người đông đôi năm hết thôi. Ba con run. Anh ơi, anh. Một người đội trưởng. Anh đây, ơi. Đây là sức mạnh của một người đội trưởng, anh em hiểu không? Bắn ui rất nhiều, ơi, không ăn được bao nhiêu. Gá chúng đâu bố, gá chúng đâu bố. Nhìn đòn kết kìa. Má ơi. Anh em ạ, à, bị đồng đội bị đồng đội KS ghê quá. Em chả ăn được màng nào nè. Hai con lợn lưỡi dài kia nó liếm sạch. Em ăn có kill à, làm gì mà liếm sạch. Em ăn có 1 kill à. Ô, em 4 kill này, này 3 kill. Thế, thế em chung... có ăn có 1 kill. Em có ăn có 1 kill. Thằng nào cũng ăn 1 kill, thế hóa ra anh ăn hết à? Em ăn 1 kill mà. Thế ăn kill nào? Không, xịt chỉ có 1 kill nãy giờ nè. Thì đấy, chỉ có 2 kill nào. Anh ăn có 1 kill thôi. Tao ăn 2 kill kìa. Có đứa nói dối rồi, có đứa nói dối rồi. Rồi đi. Đi, nói dối làm tim tan nát. Anh em ạ, những lúc như thế chỉ có người đội trưởng này thôi. Méo. Ơi, bò đến. Bò cuối. Trời ơi, chúng ơi, lút ít thôi. Xe hỏng nữa thôi. Xe này. Còn hỏng nữa này. Đổ đồng... xe hỏng. Nó này, xe nó này. Nhanh bò cuối. Trời ơi. Ôi giời ơi. Ai đi đầu, ai lên đầu tiên nha. Ôi giời ơi. Lỗi của đứa nào? Đậu vào. Ô, trong nhà có người, trong nhà này có người. Ok. Dạ. Ôi giời ơi. Cái nhà đây cái đẹp vậy cũng được luôn. Ôi giời ơi. Anh chịu luôn rồi đấy. Anh chịu luôn rồi đấy. Đứng ngoài nhà em không? Ôi giời ơi. Anh chịu rồi đấy. Như vậy là còn team của bạn ấy là trừ đi 7 người là còn 7 người nữa thôi, 2 team nữa. Đừng bắn nữa. Ơi, hướng 120. Cái enemies ahead. Đó. À ok. Cái nhà nhỏ đúng không chứ? Cái nhà nhỏ. Bên cái nhà nhỏ. Được rồi. Đứng đây về ốp. Ôi hết sao. Hợp lý luôn, những pha về ốp luôn. Đây, sáu nhà nhỏ này. Ôi, đây kìa. Nhảy kìa. Nhảy hả? Ừ, công cảm ơn. Anh làm mấy ban nữa? Không phải. Trên đời kìa, 125. Nếu mà là mấy bạn ấy thì mấy bạn ấy đã bắn mấy viên để mình biết rồi. Ok. Đông 1. À, mẹ. Rồi. Không phải. Bắn đi. Là mấy bạn ấy đã bắn rồi. Ok. Lên clear nào. Dưới. Ôi, hình như mấy ban nữa hay đắng đấy. Không phải. Ok. Rồi ok, hay. Tự tin mà bắn. Đây xe của nó đây à. Hết rồi chăng? Dạ biết. Còn 2 team nữa thôi. Có ai bò à? Không, làm gì có ai bò. Có xe tới chỗ em. Chỗ em. Ok. Ăn đi. À thôi, bỏ đi nha. Cho các bạn vào bo đi đâu không? Cho mấy bạn vô bo, mấy bạn chết chứ. Lên, lấy con xe ở nó luôn này. Lên xe. Khi nào mà còn 7 người thì mình quay lại đi tìm mấy bạn đấy. Ok. Mấy đứa đứng ở trên đấy đi nhá. Mấy đứa đứng ở trên đấy nhá. Để anh đi kiếm bọn nó. Rồi tí là anh em quay lại làm một cuộc hỗn chiến chảo. Mấy đứa chuẩn bị sẵn chảo đi, đậu vọng. Bắn cẩn thận. Ủa đấy, không nó gạt đấy. Đậu không? Con có 3 người nữa thôi. Ừ đúng rồi, con team nữa, có một team nữa. Xe đây anh ơi, xe đây này. Xe mình. Chắc nhà vệ sinh không nhỉ? Không có em ơi.
ấn mãi nó mới bắn, ấn mãi nó mới bắn, vãi nồi. Mấy bạn đó thôi. Mấy đứa ơi, rút chảo ra đập nhau nào. Ui, ấn mãi nó mới bắn luôn. Vứt chung. Vứt xuống rồi. Giữ chảo rồi. Đậu không. Ok rồi. Em lên chết rồi, anh em. Không có chảo. Từ anh lút chảo đã, anh lút chảo. Lút mấy thằng này anh. Lút chảo. Cả bốn người lao vào đập chảo nhá. Lấy xe đi vào con, từng người một. Không, lao hết vào đập chảo nó mới vui. Không có chảo. Chảo. Ui. Không có chảo. À đây rồi, chảo đây rồi. Từ, vội vàng làm gì em? Ông ấy đập em. Hai bổ mày lao lên trước. Lúc nào cũng em đứng, ở đây mà. Ờ thế thôi. Vào bo đi mấy đứa ơi, Vào bo đã. Đấy rồi, vào bo đó. Nào. Bây giờ chia ra hai phe chia ra. Anh Tuấn lăn cùng tài đi. Không, trọng tài còn què, anh phải tham chiến mới chứ. Tham chiến đi, chứ không đây, em chọn bạn. Không, đứng ra đây, mấy đứa, đứng ra đây. Đứng gọn vào. Bây giờ nhá. Bên kia 3, bên đây 4, bọn em với bọn anh cùng lao vào đập loạn luôn. Anh nói nó không nghe đâu. Đó, các bạn ấy không nghe. Lao vào, đập. Hiểu không? Đập. Chào, rút ra. 43, đập loạn luôn. Nào, 1, 2, 3, đập. Mày. Ôi, con một thôi. Thôi. Cho cứu lại đi anh ơi. Được, hay. Cho cứu đi. Cho cứu lại nhá. Ok. Bắn không làm phát luôn đi. Này làm phát luôn này anh ơi. Mấy đứa ơi, anh bảo này, tập trung vào đây anh bảo. Tập trung. Anh bảo này, không bơm máu nữa. Bây giờ không nhặt mũ, không nhặt map, không nhặt bất cứ cái gì nữa. Đập bằng chết này. 1 2 3 bắt đầu. Let's go. Vào đây, đập. Ôi loạn quá. Đập. Không cần biết. Đây là đâu? Ôi tí còn bà biết không? Đâu? Tôi lại. Ôi tí thằng bà. Ôi. Rồi sao? Chun có đen. Ui Chun ơi, anh thấy không có tương lai rồi. Đập đi Chun ơi. Ui rồi. Các bạn hình như là còn mũi sao ấy. Ôi trời ơi mày. Có mũ ba kìa. Có mũ ba.
Hài quá. Ha ha ha.